Kính thưa quý vị đồng tu, hôm nay chúng ta tiếp tục tham kiếu về phần kinh. Hôm nay chúng ta tiếp tục tham kiếu về phần kinh Niết Bàn. Chúng ta biết thường trụ của Bồ Tát này là ở tâm, tâm sẽ đi vào sáu cõi luân hồi. Nhưng ở đây là tâm phàm phu của chúng ta sẽ ở tại nơi thân. Từ đó mà chúng ta mới không thấy những điều chưa thấy và biết những điều chưa biết. Do đây xưa nay chẳng biết nên nay biết. Tất cả lục đạo chúng sanh vì thế được gọi là như thế, Bồ Tát thành công ha, dựa vào thứ ba ha. Bồ Tát bỏ dòng trì ha, từ đó mà trở thành thế đế ha. Bồ Tát bỏ lòng trì ha, từ đó mà trở thành thế đế. Bồ Tát bỏ thế đế được dựng trên, thế đế được dựng trên thế đế được dựng trên lòng từ ha, có nghĩa là nhất nghĩa đế ha, nhất nghĩa chẳng phải do nhân duyên ha. Lòng từ có thể bỏ từ của phàm phu, lòng từ có thể được gọi là vô duyên của Bồ Tát ha. Như vậy chúng ta cũng có thể nói là từ vô duyên của Bồ Tát đặng lòng từ không lòng từ mẫn ha, đặng lòng từ của Như Lai cũng gọi là không nhân duyên Bồ Tát ha. Chân thật nghĩa nhất nên đặng công đức thứ ba. Như vậy thì chúng ta đã biết được công đức thứ ba chính là lòng từ bi cần mẫn của lòng từ nhất nghĩa hay còn gọi là nghĩa đế. Nhưng không phải ở đây, không phải là nhân duyên ha, vì phàm phu của chúng ta ha, xem là nhân duyên ha, nhưng thực chất là không phải nhân duyên. Vì không phải là nhân duyên nên Bồ Tát mới được công đức thứ ba, còn phàm phu chúng ta thì không được như thế. Công đức thứ tư gồm 10 việc. Một là có căn lành sâu dày không bị lay động ha. Căn lành sâu dày không bị lay động là đối với thân mình ha. Có quan niệm ha, quyến đức chẳng thấy phước điền ha, quyết định chẳng thấy phước điền. Thân mình có niệm quyết định, thân quan niệm quyết định chẳng thấy phước điền và chẳng phải phước điền tụ tập ha, công hạnh thanh tịnh ha. Như vậy thì và chẳng phải phước điền tụ tập công hạnh thanh tịnh độ ha, công hạnh thanh tịnh độ diệt trừ ba thứ ha, thiềm dư là sáu, đó là năm, đó sáu là dứt trừ nghiệp duyên. Dứt trừ nghiệp duyên. Bảy là tu thân thanh tịnh. Tám là vì cái duyên liền ha, những ấn định và oán định ha. Là như vậy thì chúng ta phải lìa xa cái duyên mà oán định ha. Chính là biết rõ duyên oán định. Mười là diệt trừ nhị biên là 10 điều này làm cho Bồ Tát được cái công đức thứ tư ha, công đức thứ tư. Thế nào là căn lành khó lay động? Chính là sự phóng dật ha. Sự phóng dật là căn lành có vô thượng bồ đề, rực rỡ của phước phần mà vô thượng bồ đề chúng sanh ha, hơn hết là hương duyên các pháp lành ha. vừa
chuyển luân, chẳng hạn như vua chuyển luân, chuyển luân thánh dương, chuyển luân thánh dương là độ nhất của trong trong đó phóng vật bậc nhất của pháp lành, được gọi là căn lành khó lay động, căn lành khó lay động được lớn thơm. Như vậy thì chúng ta sẽ làm những việc mà có căn lành có lay động sẽ được công đức được lớn thơm, từ việc tín giới nô thị trí hận và những đa văn tinh tấn niệm định thiện tri thức do sự không phóng dật nên được nhãn lành tốt được nhãn lành tốt hơn. Thuận quyết định tu đây là pháp khí vô thượng bồ đề, bởi các chẳng có tâm hẹp hòi, chẳng có tâm biến đổi, chẳng sanh tâm niệm như hàng thanh văn và duyên giác bích chi Phật, chẳng tâm sanh. Như vậy thì sự hưởng vui về sự sinh tử, sanh tử chúng sanh luân tử, đây là thân mà quyết định đây đối với thân mình có niệm quyết định đây là thân mình đối với niệm quyết định, chẳng thấy phước điền và chẳng phải phước điền, tu tập công hạnh tịnh độ, diệt trừ ba thứ hạng gì hữu dư, đó là những việc còn làm trong việc mà các công đức sẽ leo được ở mức 4. Như vậy thì chúng ta thấy được sự phát triển của công lành chính là vô thượng, căn lành là sự không phóng dật, sự vì sự không phóng dật nên được các pháp lành được tăng cao. Nhờ các pháp lành được tăng cao nên vì vậy mà các căn lành, từ đó mà tín giới, trí huệ và đa văn tinh tấn, niệm định thiên tài, đa thiên thiện ý thức, đó là những khống và những việc mà không giật mà chúng ta có được những thân lành như vậy, những pháp lành như vậy đối với phàm phu chúng ta, thật là một điều hết sức là rõ nhất Bồ Tát hiểu được tại thân vì vậy mà chúng ta còn phải tinh tấn hơn để chúng ta có thể tu tập được tốt hơn, để tốt hơn tới sau còn sâu được tốt hơn, đó là chính là yêu cầu và sự quyết định của các công đức mà trong đó các pháp tạng của Như Lai đã nêu. Kính thưa quý vị đồng tu, bài giảng kinh điển và thuyết pháp hôm nay chúng ta học đến đây thôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị đồng tu ở video bài giảng tiếp theo. Xin cảm ơn.